hôm nay em lại về khá là nhiều cái loại địa lan Trần Mộng. Đây một bụi nó khoảng 2 cân, 3 cân đúng không ạ? Cái này cắt hết dễ rồi. Địa lan Trần Mộng này thì trồng nó cũng không phải là hơi, nó không phải dễ đâu các bạn. Em như em sử dụng thì đa số em sử dụng một dừa em trồng, vì nó vừa gọn mà vừa giữ ẩm tốt. Cái này hoa lở vào Tết âm lịch. Củ Trần Mộng cũng to lắm, to gần bằng quả trứng thôi. Đây có rất nhiều bụi này. Địa lan Trần Mộng này nhà em có quanh năm các bạn. Hoa nó là hoa vàng lưỡi đỏ. Em bán là 100 một cân. 100 một cân ạ. Đây, cái này các bác lấy thì em chuyển nhanh nhé. Thường thường em chỉ chuyển các loại hàng khác như bình thường, như hoa lan bình thường này, hay kiếm thì em hay chuyển chậm các bạn. Nhưng mà riêng cái Trần Mộng này thì em toàn chuyển phát nhanh thôi. Các bác cứ về các bác ngâm với Hùng Nguyễn xong rồi là cho bột sơ dừa vào với cả ở dưới nó ít than củi vào, không thế là trồng thôi. Loại Trần Mộng này nó hay vàng lá lắm, mà các bác thời điểm mới ban đầu trồng nó sẽ vàng bớt lá nhưng mà rồi nó mọc lại thôi, không vấn đề gì đâu. Các loại kiếm này thì dễ hơn Trần Mộng này. Kiếm này thì cứ trồng là sống, trồng là sống. Đêm có kiếm xanh thái là 1 triệu, là một mẹ một con. Kiếm xanh thái. Còn đây là những cái chầm blue. Cây đang chuẩn bị vào mùa đứng ngọn này. Bắt đầu thắt đốt chuẩn bị phình này. Một chậu như này là 250 các bạn này. Chầm blue. Còn chầm cửu long cây đang đi ngọn này. Chầm cửu long cây dài lắm các bạn. Đấy. Bây giờ được 20, 40 phân rồi. Nó sẽ phải được tầm khoảng 80 phân, 7-80 phân thì nó mới dừng. Trồng cửu long này, cây này chơi hay lắm. Nó dài, những cây cây lan mà dài là chơi nó thú vị lắm. Những cây ngắn quá mình chơi nó cũng ấy, ấy ra. Mà hoa nó to như là phi điệp ấy các bạn. Hoa to cánh tròn như là phi điệp ấy. Đây, hôm nay em chủ yếu về Trần Mộng thôi. Còn đây kiếm này. Các bạn lấy một thân này thì em tính là 500 này các bạn. Đây, một thân bên tay trái này. Còn thân này em bán 700 này. Đấy, các bác có nhu cầu lấy thì em tách ra, còn không cả cụm này thì tính các bác 1,2 triệu. Cái này cứ ai mua thì em tách để cho nó tươi các bạn. Gửi cho các bác cho nó an toàn. Trong góc này là kiếm số 3 và số 1. Kiếm số 3 em bán từ mùa xuân năm nay đến tận bây giờ thì sau thời gian là nó phát sinh trưởng, phát triển rất là tốt này. Đây. Nó cao hơn hơn ngang tay rồi. Trước lấy về nó chỉ cao hơn bao thuốc gấp đôi thôi. Kiếm số 1 đây. Kiếm số 3 và số 1 là đều là giá là 300 một chậu. Đây các loại cây gieo hạt này cũng phát triển tương đối ổn này. Đây là chầm lá mít này. Này thì em đã sẽ quay mấy cái mặt hàng ở vườn em bán. Em vừa thay lưới đài các bạn này để tạo ra cái ánh sáng nó nhiều hơn trong một cái vườn này. Em đi vòng quanh giới thiệu qua các bác. Đây là các loại chầm này, các bác lấy chầm Lecto này, cứ 100 một chậu như này các bạn. Đây. Cây đang bắn rễ rất là nhanh này. Nó giá thẻ của nó chuẩn thì nó khác ra rễ mà. Chầm Lecto là 100 một chậu này. Còn đây là khu vực em ươm ki. Đây là ươm ki các loại chầm này. Ki chầm thì 10.000 một ki. Còn ki các loại. Đây các loại chầm trắng nhưng mà chữ ươm nó chưa lên. Đây là mấy loại dòng phi điệp gieo hạt này. Đây là phi điệp trắng đài này. Cái này hơi nắng này. Trắng đài em bán là 180 một chậu. 180 một chậu trắng đài như này các bạn này. Đấy, hai thân. Đẹp lắm. Còn đây là chớp Mỹ lai 5 cánh trắng, em bán là 150 một cốc. Đây chớp Mỹ lai 5 cánh trắng này. Con này hơi nóng rồi. Tí em phải sửa lại. Đây chớp Mỹ lai 5 cánh trắng. Con giả Châu Như này lớn lắm rồi. 80.000 một cốc này. Châu Như. Phi điệp tàu thì em vẫn bán là 120 một chậu. Đây phi điệp tàu trông đẹp lắm. Thân lù lá nhựa, lá còn lá mít luôn. Mấy loại cây này thì
Do em chuyển vườn nên cây hơi yếu, mất thời gian dài phục hồi đấy. Trồng lan này lâu phục hồi phết. Cây trần mộng này. Trong này là hạc vĩ trắng, em bán là 500 một cốc này. Trầm rồng đỏ 200 một chậu 2 thân. Trầm rồng đỏ đây. 200 một chậu 2 thân. Còn 5 cánh trắng họng hồng thì em bán là 150 một cốc. Hàng này hàng ươm kỳ. Còn đai châu, đai châu thì em bán là 1 triệu một cây hồng cánh sen. Ngoài ra em vẫn cung cấp tất cả các loại vật tư cho các bác nhé. Vỏ thông này, rêu rừng, dấn vụn các thứ này. Vỏ thông đang phơi cho khô qua tí thì mới mưa. Đây là vỏ thông số 2. Vỏ thông số 2 15.000 cân. 1, 2, 3, 4, à số 2, số 3, số 4 là 15.000 cân. Còn số 1 là 10.000. Còn đây là các loại rêu này. Đây các loại rêu này. Đây là bắp đồng phun xương 13.000 một cái. Super Thai là 320 một lọ. Keo liền sẹo Mỹ là 50.000. Thuốc trừ bệnh thối nhũn này 50.000 Zidomin. Các loại phân này, rêu sâu, rêu trắng là 50.000 cân, 150 này. Rêu trắng khô nhẹ quá. Rêu sâu này thì đắt hơn này, rêu sâu này 40.000 một lạng cơ. Đây nó có hình con sâu này. Chuyên trồng lan đột biến này. Ở trong này thì có, trong này cũng vẫn có lưới đài. Lưới đài này em bán là đây là khổ 3 mét này. Khổ 3 mét thì là nếu mà tính theo mét vuông thì nó chỉ rơi khoảng 16.500 một mét vuông thôi. Còn nếu mà tính theo mét dài là em bán là 50.000 mét dài. Khổ 4 mét này, khổ 3 mét 8 này thì là 65.000 một mét vuông này. 65.000 một mét dài, không phải mét vuông đâu. Mét vuông thì nó bằng là nó lấy dài nhân rộng, còn mét dài em chỉ tính mỗi chiều dài ấy. Còn khổ nó là 3m8 rồi. Đây 3m8 nhân 30. Che 70%. Trong này là dớn cọng. Dớn sợi này, dớn vụn này. Bản dớn vẫn đủ kích cỡ. Em bán thêm mấy đồ ngâm rượu là nấm ngọc cẩu này. Nấm ngọc cẩu khô là 200 một cân này. Ở đây có sâm cao khô. Sâm cao khô là 200 một cân này. Đấy, nấm ngọc cẩu em tự làm khô thơm lắm. 200 một cân. Các loại chậu đây vẫn đủ cung cấp cho các bác. Rồi, cảm ơn các bác. Có đang gì lại em nhé.